Chào các bạn, chào mừng các bạn lại quay trở lại với series tự học WordPress cơ bản. Như thường lệ mình là Duy, thì trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sao để chúng ta cài đặt và cấu hình giao diện thay cho cái giao diện mặc định của website hiện tại. Thì lần trước các bạn đã xem qua cái hướng dẫn là chúng ta cài đặt WordPress thành công rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái trang web của mình bằng cách là các bạn mở SAM lên, các bạn start, bấm start hai cái dịch vụ là apt mysql làm sao cho nó màu xanh lá cây. Rồi tiếp theo chúng ta truy cập vào cái trang localhost 8080 WordPress. Thì ở đây mình xin nói thêm là với bạn nào đang sử dụng trên hosting thì ở đây các bạn cứ truy cập cái tên miền của các bạn bình thường, đừng như cái video mà hướng dẫn cấu hình và cài đặt hosting và cài website WordPress lên trên hosting rồi ha. Thì nội dung về cơ bản là nó giống nhau, thay vì ở đây các bạn truy cập là localhost thì các bạn sẽ truy cập cái tên miền của các bạn thì cũng sẽ ra trang này thôi. Rồi các bạn thấy đây là cái giao diện mặc định của mình, về cơ bản là nó hơi xấu và nó không có bắt mắt. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, trước tiên là chúng ta sẽ đổi sang một cái giao diện mới đẹp hơn và bắt mắt hơn. Các bạn sẽ truy cập vào cái căn mẫu đó là blog.kimta.vn. Đây là cái giao diện mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để mình sử dụng. Và giao diện này sẽ đi xuyên suốt với các bạn trong suốt cái series WordPress cơ bản này. Đây, mình sẽ show cho các bạn xem từ trên xuống dưới cái giao diện này nó như thế nào ha. Đó. Rồi chúng ta đi nhanh xuống phía cuối cùng. Đây. Rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ thay đổi giao diện. Các bạn sẽ truy cập vào cái trang admin. Các bạn truy cập vào trang admin. Rồi, ai chưa nhớ thì chúng ta sẽ gõ là gì? Suyệt admin. Là nó sẽ ra trang admin. Rồi tiếp theo các bạn bấm vào giao diện. Chúng ta chọn giao diện ở đây. Rồi các bạn sẽ bấm nút thêm mới. Rồi sau đó ở bên cái ô tìm kiếm các bạn sẽ gõ là Nisa. Thì khi các bạn gõ Nisa nó sẽ xuất hiện cái giao diện là Nisa ở đây. Rồi tiếp theo, đây các bạn nhìn cho kỹ, đây là cái giao diện này. Các bạn bấm vào cái nút cài đặt. Chúng ta chờ một chút xíu, sau đó các bạn bấm vào nút kích hoạt. Thì mình xin giải thích thêm tại sao vừa phải cài đặt và vừa kích hoạt. Ở trong WordPress cho phép chúng ta là cài đặt rất là nhiều cái giao diện, tức là bạn có thể cài mấy chục giao diện cũng được cho website của bạn. Tuy nhiên là cùng một thời điểm thì bạn chỉ có thể kích hoạt được một giao diện thôi, tức là cái website của bạn chỉ được kích hoạt một giao diện để mà sử dụng cho hiện tại, thì những cái người truy cập họ mới thấy được cái giao diện nó đồng nhất, chứ không có phải là người A thấy giao diện A, người B thấy giao diện B thì không có chuyện đó ha. Thì khi mà các bạn kích hoạt xong rồi thì chúng ta quay trở ra cái trang chủ của mình xem coi cái giao diện nó có như mong muốn chưa. Rồi các bạn nhìn trên màn hình, nếu mà các bạn thấy cái giao diện như thế này có nghĩa là các bạn đã làm đúng rồi. Tuy nhiên là tại sao cái giao diện của Kim Ta đẹp như thế này còn cái giao diện của mình thì nó xấu quắc, nó không có cái hình cái trái dâu và cũng không có logo, cũng không có gì hết. Thì các bạn biết rồi, chúng ta chỉ mới hoàn thành cái bước là kích hoạt giao diện thôi, các bạn chưa có cấu hình giao diện. Bây giờ chúng ta mới tiếp theo cái bước là cấu hình giao diện. Để cấu hình giao diện thì các bạn làm theo những cái bước sau. Các bạn quay trở lại cái trang admin nè, chúng ta chọn vào cái nút là tùy biến.
Rồi, ở cửa sổ này các bạn lưu ý, chúng ta có hai cột. Cái cột ở bên tay trái đây là cái cột tùy chọn để mà các bạn có thể chỉnh sửa. Tức là các bạn cấu hình giao diện ở đây. Còn ở bên tay phải, cái phần này là cái phần Live Review. Tức là khi mà các bạn chỉnh gì ở bên này thì bên này nó sẽ hiển thị y chang như vậy. Rồi, việc đầu tiên là chúng ta sẽ chỉnh lại cái chỗ là ảnh phần đầu trang cho nó giống cái trang kim ta. Các bạn bấm vào. Ở đây cho phép chúng ta chọn 4 cái hình đại diện mặc định. Ngoài ra các bạn có thể upload cái hình ảnh riêng của các bạn. Tuy nhiên là mình sẽ chọn cái giao diện mặc định để mà mình làm hướng dẫn cho các bạn ha. Các bạn chọn cái hình giao tay. Đó, bây giờ các bạn thấy giống rồi đó đúng không? Tiếp theo là các bạn quay trở ra. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái nút nhận dạng size. Ở đây tên website là đúng rồi. Tên website là trong cái quá trình mà các bạn cài đặt website, các bạn nhập cái tên website vào thì nó là VTD Channel là đúng rồi ha. Chỉ có cái khẩu hiệu là cái khẩu hiệu này là của WordPress nó tạo mặc định. Các bạn nhìn thấy đây, một trang web mới sử dụng WordPress. Ở bên này nó cũng là một trang web mới sử dụng WordPress. Thì cái này nó không ăn nhập gì với cái nội dung của website mình đang muốn làm. Thì ở đây các bạn sẽ đổi lại thành cái slogan, tức là cái khẩu hiệu của các bạn. Ví dụ như web của mình là chuyên về WordPress chẳng hạn, thì mình sẽ nhập vô đây là tự học WordPress. Đó, thì cái khẩu hiệu bên này nó sẽ thay đổi theo những gì bạn nhập nè. Rồi, chúng ta quay trở ra. Các bạn ở đây, tiếp theo là ở phần màu sắc. Màu sắc thì mình để mặc định thôi, không cần phải chỉnh gì, tại vì cái giao diện này họ đã thiết kế cho mình nó sạch và đẹp rồi. Chúng ta không nên chỉnh theo cái ý của chúng ta, trừ khi các bạn phối màu sao cho nó đẹp. Tức là các bạn có kiến thức về một xíu về màu sắc và về cách phối màu á, thì các bạn nên chỉnh. Còn không thì mình cứ để mặc định cho nó gọn sạch là được. Rồi, về phần ảnh nền. Ảnh nền ở đây mặc định nó là màu. Nó không có ảnh. Các bạn có thể up một cái ảnh nền lên theo cái ý của mình ha. Tuy nhiên mình vẫn để mặc định ở đây. Rồi, phần menu. Menu các bạn thấy là hiện tại mình chưa có menu, tại vì cái website của mình mới tạo ra chưa có menu gì cả. Thì phần menu mình sẽ hướng dẫn các bạn ở những video sau. Tạm thời mình bỏ qua phần menu. Phần widget. Widget chính là cái phần ở cột bên tay phải. Đây là cái phần cột xe 3. Các bạn lưu ý đây là cái cột xe 3, thì widget nó nằm bên này. Thì widget mình sẽ nói sau luôn. Hiện tại mình vẫn để mặc định ha. Rồi, mình đi qua cái phần màu nhấn. Ở đây các bạn lưu ý màu nhấn là gì? Màu nhấn là những cái màu mà khi các bạn rê chuột vào một cái đường dẫn nào đó thì nó sẽ đổi màu. Ví dụ như mình rê chuột vào cái tiêu đề là chào tất cả mọi người nè, nó sẽ đổi thành màu xanh nè. Hoặc là những cái biểu tượng như là biểu tượng lịch nè, rồi những cái biểu tượng hình người đây. Rồi các bạn thấy là những cái biểu tượng gạch chân ở cái chỗ bài viết mới nè. Đó, phản hồi gần đây nè. Thì đó là những cái màu nhấn. Bây giờ mình không thích cái màu xanh mặc định của nó, thì mình có thể mình chọn cái màu nhấn ở đây thành màu đỏ. Đó, thì bên này các bạn lưu ý, khi mà chúng ta rê chuột vào thì nó sẽ đổi thành màu đỏ. Hoặc là các bạn có thể chọn màu tùy thích các bạn ở đây. Tuy nhiên là mình chọn những cái màu mà họ gợi ý cho sẵn ha. Mình chọn màu đỏ. Rồi. Rồi, như vậy phần này là chúng ta đã đi qua hết cái phần cấu hình của cái giao diện này rồi. Thì để mà lưu lại, các bạn lưu ý nha, khi mà chúng ta chỉnh sửa cái gì đó trong đây thì các bạn nhớ bấm cái nút đăng để mà chúng ta lưu lại, còn không là chúng ta sẽ bị mất đó. Rồi, sau khi lưu lại, các bạn quay ra ngoài trang chủ và chúng ta F5 trở lại xem. Đó, bây giờ các bạn thấy nó đã thay đổi rồi đúng không? Đây. Tuy nhiên là bài viết của mình á, chỉ mới có cái bài mặc định của WordPress nó tạo sẵn thôi. Còn ở bên trang Kim Ta là họ đã đăng bài viết rất là nhiều rồi, cho nên nhìn nó khá là đẹp. Rồi, những cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng cái bài viết và quản lý những cái phần khác trong quản trị admin. Như vậy, trong video này các bạn đã hoàn thành xong cái bước cài đặt và cấu hình cái giao diện mới cho WordPress của các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy bấm like và share cái video này
cho mọi người, hoặc các bạn có thể bấm vào cái nút đăng ký kênh ở bên dưới để mà nhận được những cái video mới nhất từ mình. Xin trân trọng kính chào các bạn. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy bình luận bên dưới nhé.